Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị cách xoa bóp bấm huyệt chữa vẹo cổ cấp, những hiểu biết về bệnh hen suyễn và cách xử trí khi lên cơn đau tim đột ngột là những nội dung sẽ được đề cập trong phần hỏi đáp y tế. Cuối chương trình là câu chuyện về đoàn y bác sĩ tình nguyện vào phía Nam phòng chống dịch COVID-19. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nhiều lần sau khi ngủ dậy, chúng ta thấy cổ đau và hơi nghiêng về một bên. Vẹo cổ khiến cho cử động khó khăn, kèm theo là cảm giác đau nhức, khó chịu. Nó có thể diễn ra trong vài tuần, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt cũng như công việc. Liệu pháp xoa bóp bấm huyệt chữa vẹo cổ là giải pháp được nhiều người áp dụng vì không cần phải sử dụng thuốc mà vẫn cho hiệu quả cao. Ngay sau đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Trúc, phó trưởng khoa phụ trách khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị cách xoa bóp bấm huyệt chữa vẹo cổ cấp. Tôi xin giới thiệu một cái phương pháp của y học cổ truyền chữa bệnh lý là đau vẹo cổ cấp. Cái hội chứng mà đau vẹo cổ cấp này là do bị lạnh, phong hàn thừa cơ xâm nhập gây bệnh, nó gây ra cái hiện tượng này đau này, vẹo cổ cứng này. Thì cái nguyên nhân chính của nó là do là chuyển mùa từ mùa hạ sang mùa thu hoặc là mùa cuối thu sang đầu đông. Với một bệnh nhân bị đau vẹo cổ cấp như này thì chúng ta có thể là dùng những phương pháp là xoa day. Chúng ta tác động xoa day vào những cái huyệt là huyệt phong trì, dọc cái huyệt phong trì cạnh của sống cổ là các huyệt giáp tích, huyệt đại trùy và huyệt kiên tỉnh. Thì cái phương pháp xác định cái huyệt là phong trì này có cái phương pháp xác định như sau. Thì chúng ta có thể dùng ngón trỏ và ngón cái chúng ta chạy dọc theo từ cột sống cổ đến cái điểm cao nhất dưới đáy hộp sọ này, nó có hai cái điểm lỗ này, thì chúng ta dùng hai ngón cái chúng ta có thể day trong thời gian khoảng tầm là 30 giây đến 40 giây. Chúng ta định vị các ngón khác và dùng hai ngón trỏ chúng ta day sâu vào, kích thích vào cái huyệt phong trì này. Mà khi bị đau này thì cái cơ của cái vùng cột sống cổ này rất là cứng, thì chúng ta có thể dùng ngón cái chúng ta day dọc cái hai cái cơ thang này cạnh cột sống cổ này, dần dần nó sẽ mềm cơ lại. Khi mà bị co cứng cổ này, nó sẽ đau từ cái vùng gáy này, đau lan ra hai cái phần cơ hai bên này. Thì ở đây là cái huyệt kiên tỉnh, là cái cột sống cổ này, chúng ta đo ra đây. Cái xương đầu cánh tay này chúng ta đo lên giữa, chúng ta xác định này, huyệt kiên tỉnh chúng ta ấn vào đây, chúng ta day. Và tiếp theo day là hai huyệt đại trùy. Khi chúng ta day được những cái công thức huyệt sau thì chúng ta sẽ tổ chức day làm mềm cái cơ, mềm cơ vùng là cổ gáy này. Chúng ta dùng tay trái đặt lên đỉnh đầu để định vị, để cho đầu phải di lệch, chúng ta day cái phần cổ gáy này. Ngoài ra khi chúng ta xoa day bấm xong thì chúng ta có thể là tác dụng vận động cho nó giãn cái cơ của sống cổ lên một chút. Chúng ta kéo giãn 3 đến 5 lần. Ngoài cái phương pháp là xoa bóp bấm huyệt, chúng ta dùng ngải cứu trên huyệt tán cái hàn lạnh ra. Thì chúng ta ra hiệu thuốc đông y, chúng ta mua cái điếu ngải. Phương pháp này rất là dễ làm, có một cái hiệu quả rất là cao. Khi chúng ta thực hiện châm xong một cái điếu ngải này thì cái vùng cơ cổ gáy này họ rất là cứng, thì chúng ta thực hiện là mình cứu vào những cái huyệt. Đây là tôi cứu trực tiếp vào cái huyệt phong trì. Cái phong huyệt phong trì này là cái cửa ngõ đón gió, cũng là cái huyệt mà để chữa bệnh rất là tốt, nhưng cũng là một cái nơi mà để phong tà nó thâm nhập, nó gây bệnh, thì chúng ta sẽ cứu vào đây. Tiếp theo chúng ta có thể cứu dọc cái phần giáp tích cột sống cổ chạy theo, vì cái cơ thang này khi mà bị đau hàn lạnh ấy, thì nó rất là bị co cứng. Cái thời gian cứu là khoảng tầm 5 đến 10 phút. Cái điếu ngải chúng ta để cách bề mặt da khoảng tầm 1 cm, chúng ta di chuyển theo một phương pháp chậm dần nên tôi đang cứu dọc theo cái huyệt giáp tích. Tiếp theo là tôi sẽ cứu cái huyệt đại trùy, và sau đó là tôi tiếp theo tôi cứu là cái huyệt kiên tỉnh, là cái từ khớp vai và cái chỗ gáy này, mình đo chia đôi ra là các bác có thể làm tự làm được. Cái liệu trình điều trị của bệnh lý này thì có thể chúng ta điều trị 3 đến 4 lần thì có thể bệnh nhân là khỏi luôn. Bệnh hen suyễn là một căn bệnh mãn tính, ảnh hưởng lớn đến đường dẫn khí ở phổi, gây thu hẹp đường thở. Hiện tại không có cách giúp chữa khỏi hoàn toàn bệnh hen suyễn, nhưng có những phương pháp điều trị và kiểm soát triệu chứng hiệu quả để bệnh không gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Văn Thiền, khoa khám bệnh Bệnh viện Phổi Hưng Yên sẽ cung cấp các thông tin cơ bản xoay quanh căn bệnh này. Xin chào bác sĩ. Trước hết cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân nào dẫn đến bệnh hen suyễn ạ? Nguyên nhân mà gây nên bệnh hen suyễn thì hay gặp là do các cái yếu tố dị ứng. Thế dị ứng thì có các cái hóa chất gây hại, ví dụ như là thực phẩm này, rồi là dược phẩm này,
rồi các cái thuốc lá thuốc nào, và đặc biệt là nó có cái yếu tố ngoài ra, nó có yếu tố gia đình rất quan trọng, hoặc là cái yếu tố thần kinh căng thẳng quá nó cũng hay là những cái nguyên nhân nó gây nên cái yếu tố bị hen. Nhưng mà đặc biệt là ở cái đối tượng trung niên ấy rất hay bị. Vậy thì triệu chứng của bệnh hen suyễn này như thế nào thưa bác sĩ? Triệu chứng của hen suyễn thì thường là bao giờ cũng có cái triệu chứng là báo trước 1 đến 2 ngày. Biểu hiện là viêm long đường hô hấp trên, ví dụ như là hắt hơi, sổ mũi, ngạt mũi. Đấy, thế thì ngoài ra nó còn có cái đau ngực, khó thở về ban đêm và buồn nôn, mấy cảm giác ớn lạnh. Đấy là các cái triệu chứng. Tác hại của hen là gây, thứ nhất là tràn khí màng phổi. Cái bệnh tràn khí màng phổi nó rất nguy hiểm đến tính mạng. Thứ hai là gây đến suy hô hấp cấp. Nếu như mà không được kịp thời thì có thể bệnh nhân tử vong ngay. Thứ ba là có thể là dẫn đến một nhiễm trùng phổi, tức là cái bội nhiễm phổi, và có thể là gây suy tim, rất nguy hiểm tính mạng. Điều trị và phòng tránh của cái bệnh hen thì điều trị thì nếu bệnh nhân mà đã hiểu biết rồi thì đến với cơ sở y tế chúng tôi sẽ điều trị rất là tích cực, bệnh nó sẽ không nặng lên và sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Làm thế nào để có thể phòng tránh được căn bệnh này thưa bác sĩ? Phòng thì cái chính là bao giờ người dân mình sẽ hiểu được là những yếu tố gây hại, ví dụ như là thời tiết này, ví dụ như là các cái tránh các yếu tố tiếp xúc dị ứng rồi thực phẩm hay dược phẩm như nãy mình nói trên. Nếu như những người bệnh thực sự bị rồi, được chẩn đoán rồi, thì mình điều trị dự phòng, tránh thuốc lá thuốc nào, thì tránh khói bụi, rồi là các cái gì mà nó gây nên dị ứng thì mình có thể mình tránh. Căn bệnh này thì có thể chữa khỏi được đợt cấp thôi, chứ còn nếu như hen thực sự thì uống thuốc dự phòng. Bệnh hen này thì khi bị bệnh thì mình sẽ phải bị suốt cả cái cuộc đời của mình. Mới hai nữa là thường gặp trong những đứa tuổi trung niên, nhất là nam giới. Nam giới rất hay mắc nhiều, đa số so với cả các cái lứa tuổi khác. Nếu như mà mình được phát hiện sớm điều trị thì sẽ khỏi được. Bệnh hen ấy, với các cái lứa tuổi từ 6 tuổi trở xuống mà khi mà đã được chẩn đoán là hen rồi, điều trị thuốc hợp lý sẽ khỏi được bệnh và không bị tái phát các lần khác. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, đau tim là tình trạng y tế khẩn cấp. Nó được ví như căn bệnh tử thần vì có thể tước đi mạng sống của bệnh nhân một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xử lý kịp thời và hiệu quả khi lên cơn đau tim đột ngột để tăng cơ hội sống và giảm sự tổn thương về tim. Mời quý vị và các bạn đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Quyết, trưởng khoa tim mạch lão khoa Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên về nguyên nhân và cách xử lý khi lên cơn đau tim đột ngột. Tôi muốn hỏi bác sĩ là nguyên nhân lên cơn đau tim đột ngột là gì? Đau tim đột ngột trong y học người ta gọi là hội chứng bệnh cấp hay cơn đau thắt ngực không ổn định, xảy ra khi mà nó tắc nghẽn cấp tính hoàn toàn mạch máu nuôi tim. Nguyên nhân của nó là do các cái mảng xơ vữa ở trong lòng mạch trong một thời gian dài, do chế độ ăn uống, do hút thuốc cũng như là do môi trường, nó tạo nên những cái mảng xơ vữa ở trong lòng mạch. Dưới cái tác dụng của các yếu tố gây viêm, nó sẽ làm vỡ cái mảng xơ vữa này ra, sau đấy nó tạo ra cục máu đông và nó gây tắc mạch, nó gây ra hiện tượng đau tim. Tôi rất biết là cái bệnh tim là coi nên cơn đau đột ngột rất nguy hiểm. Tôi muốn hỏi bác sĩ về cái triệu chứng khi lên cơn đau tim đột ngột là như thế nào? Các cái triệu chứng như là đau ngực thì thường xảy ra dữ dội đột ngột. Tuy nhiên cũng có trường hợp thì đau từ người ta, bệnh nhân cảm giác như đè nén ở trên ngực cũng như nó bỏng rát ở trên ngực, và có thể đau lan lên vai, lên cánh tay. Có bệnh nhân thì đau lan lên trên hàm. Và thời gian đau thì thường là kéo dài trên 30 phút và không có dấu hiệu giảm. Đồng thời với cái dấu hiệu đau ngực thì bệnh nhân thường có một số cái triệu chứng phối hợp như là hồi hộp, chống ngực hoặc là toát vã mồ hôi, chân tay lạnh, mệt mỏi nhiều. Tôi có tiền sử tim mạch thì lâu rồi. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem là khi lên cơn đau tim đột ngột thì cách xử lý như thế nào? Khi mà đau tim ở nhà thì cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ, cởi bỏ bớt quần áo để bệnh nhân nằm ở những cái chỗ mà nó thoáng mát, có đầy đủ không khí. Bây giờ thì chúng ta lên có một số cái thuốc, và nếu có oxy thì cho bệnh nhân thở oxy được thì tốt nhất. Và sau khi có những biện pháp ban đầu đấy thì chúng ta nên gọi cấp cứu hoặc là đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế. Thì người ta có 3 biện pháp để xử lý chính. Cái thứ nhất là dùng thuốc. Thuốc thì người ta sẽ dùng một số thuốc là thuốc giãn mạch vành, làm tan cục máu đông, thuốc giảm đau, thuốc an thần và thở oxy. Biện pháp thứ hai là người ta có thể chụp và can thiệp động mạch vành qua da. Chụp động mạch vành qua da là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh nhân
hội chứng vành cấp, can thiệp động mạch vành qua da bằng cách là lăng bóng và đặt tên phủ thuốc. Đây cũng là một cái phương pháp tốt nhất mà hiện tại bây giờ là đang dùng trong ngành y tế. Với những người tiền sử bệnh tim mạch thì thứ nhất là chúng ta phải có một chế độ ăn uống phù hợp, làm sao để tránh những cái chất kích thích như rượu, bia, có chế độ luyện tập thể dục thể thao cho hợp lý. Chúng ta phải thường xuyên khám bệnh định kỳ. Bệnh nhân thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý tốt, tránh những cái xúc động. Biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đầu tháng 8 năm 2021, đoàn y bác sĩ tỉnh Hưng Yên gồm 30 người đã tình nguyện lên đường vào Đồng Nai chống dịch. Hiện tại các y bác sĩ đang tích cực làm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Câu chuyện sau đây kể về những chiến sĩ áo trắng này. Mời quý vị và các bạn theo dõi ngay sau đây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác tình nguyện tham gia phòng chống dịch hỗ trợ các tỉnh miền Nam, tôi mong muốn đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết tham gia cùng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước tham gia chống dịch. Đó là nội dung trong lá đơn tình nguyện của điều dưỡng Bùi Quý Dương, cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Mới chỉ 31 tuổi và hoàn cảnh có bố mẹ già cùng cô con gái vừa tròn 7 tháng tuổi, nhưng anh đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để xung phong lên đường cùng đồng nghiệp chống dịch. Với quyết tâm là cả nước đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, tôi đã sẵn sàng lên đường tham gia chống dịch tại miền Nam. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, 30 y bác sĩ của tỉnh Hưng Yên đã xuất quân vào Đồng Nai phòng chống dịch và trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Long Thành. Bệnh viện Long Thành với quy mô 250 giường bệnh, hiện tại bệnh viện đang thu dung 80 bệnh nhân COVID-19, trong đó có trên 70 bệnh nhân là ca nặng. Cán bộ y tế Hưng Yên đã chia làm 3 ca, 4 kíp để làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Các bác sĩ điều dưỡng tham gia vào tất cả quy trình điều trị bệnh nhân, từ công tác điều hành, tiếp nhận cho đến chăm sóc, cấp cứu người bệnh. Việc ăn ở của các cán bộ y tế được bố trí ngay trong bệnh viện. Trong điều kiện mặc phòng hộ để làm việc vô cùng nóng bức, tất cả anh em y bác sĩ sau ca làm việc ra thì đều ướt sũng và mất nước rất là nhiều. Chúng tôi cũng xác định là không phải chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả mọi người đang cùng chung tay thì chúng tôi rất tự tin vào làm việc. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các y bác sĩ Hưng Yên đã vượt lên hoàn cảnh riêng tư, vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, góp sức mình cùng cả nước hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch bệnh. Với sự quyết tâm đó, chắc rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi. Chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.